Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm quản lý khách sạn. Mình mở phần mềm quản lý khách sạn lên. Ở đây là tài khoản đăng nhập, thì mình sẽ phân quyền là tài khoản của chủ, tài khoản của nhân viên. Rồi mình nhập mật khẩu và bấm đăng nhập. Đây là giao diện trang chủ của phần mềm. Thì ở trên giao diện trang chủ này mình sẽ có những tính năng như sau. Trước hết là file hướng dẫn sử dụng phần mềm. Các bạn chỉ cần việc kích chuột vào thì phần mềm sẽ tự động mở một cái file hướng dẫn phần mềm. Đây là cái file sử dụng. Rồi mục thứ hai là video hướng dẫn. Các bạn cũng click đó. Rồi ở bên góc tay phải thì đây là TeamView hỗ trợ từ xa. Các bạn chỉ việc click chuột vào thì phần mềm cũng sẽ mở một cái phần mềm hỗ trợ từ xa miễn phí. Đây là khi các bạn mở lên thì phần mềm sẽ hiển thị là ID và password. Đấy. Trên danh mục trang chủ này sẽ có là một quản lý khách, đặt phòng, báo cáo, hàng hóa và kho hàng hóa và kho vật dụng. Mình sẽ phân ra là hàng hóa là những cái mặt hàng mà mình bán ở trong khách sạn, còn kho vật dụng là những cái vật dụng mà dùng để dùng để phục vụ cho trong phòng mà không có tính chất là mua bán. Rồi mục thu chi, mục sửa hóa đơn và thông tin khách hàng. Mình phân quyền thì sẽ phân quyền là quyền quản lý, quyền nhân viên, cả 1, cả 2, cả 3 gì đó. Rồi, đầu tiên trước hết là mình sẽ đi vào cái mục là quản lý khách. Quản lý khách thì ở đây khách sạn của mình sẽ có là những loại phòng nào, phòng 1 giường, phòng 2 giường, phòng VIP. Đấy, thì mình sẽ là tạo theo từng nhóm này. Khi mình bấm vào nhóm thì nó sẽ load lên là phòng của trong nhóm đó. Mình sẽ đi vào ví dụ là đặt phòng. Mình sẽ đặt phòng là số 1. Rồi mình bấm check in. Thì khi bấm check in thì phòng này khách sẽ là ở theo ngày hay theo giờ hoặc là qua đêm. Đấy. Hoặc là ở theo tháng. Nếu mà ở theo giờ mình chọn theo giờ. Rồi khách có sử dụng đồ uống gì không? Như là sử dụng một Coca, một Quả Ấp. Mình lưu. Đấy. Khi phòng có khách thì nó sẽ hiển thị màu đỏ lên cho mình biết là phòng này đang có khách. Khách ở từ giờ nào đến, dự kiến đến giờ nào. Rồi tiếp theo là mình sẽ ví dụ là cái phòng tiếp theo sẽ ở theo ngày. Rồi mình sẽ nhập thông tin của khách hàng như là toàn cầu. Ví dụ như khách hàng này mà đã ở tại khách sạn mình một lần rồi, lần sau mình sẽ nhập thông tin lên thì nó sẽ tự động hiển thị cho mình luôn. Rồi khách cũng tương tự là cũng có sử dụng dịch vụ gì, ví dụ như hai thì mình sẽ nhập được hai cái, hoặc là mình có thể sửa trực tiếp trên trên này là 5 cái. Đấy. Rồi xong bấm lưu. Rồi khi khách kêu thanh toán này thì mình chỉ cần việc là bấm lên và bấm thanh toán. Rồi, đây là tổng số tiền khách phải thanh toán này. Rồi bấm đồng ý. Khi bấm nó có máy in thì sẽ là tự động in. Thì trên cái bill này thì ở đây sẽ là tiền phòng là bao nhiêu tiền này, rồi tiền dịch vụ bao nhiêu. Thì sẽ tổng là tổng dịch vụ này, tổng tiền phòng và tổng hóa đơn. Đấy, đây là cái hóa đơn mà khách phải thanh toán. Khi mà khách hàng sẽ mua đồ ăn hoặc thức uống tại quầy thì mình sẽ bấm vào bán hàng này. Khi bán hàng này mình sẽ chỉ việc là bán đồ ăn thôi và đồ uống, nhưng không có tính tiền giờ. Đấy, mình chỉ cần bấm và bấm thanh toán. Đây là cái bill này. Cái bill này thì chỉ có dịch vụ thôi, không có tiền giờ, không có tiền phòng. Tiếp theo khi mình bán mà
Nếu mình mà có nhiều món, mình không có biết là tìm món đó ở nhóm nào, ở đâu, thì mình sẽ là tìm tên, ví dụ như là mì này. Đấy, thì nó sẽ hiển thị lên tất cả những cái từ mà có liên quan đến từ tìm kiếm. À, ví dụ như mình sẽ chọn mì bò thì coi. Đấy, mình sẽ lọc ra làm chỉ có một món duy nhất, mình kích chuột vào đó mình bán. À, cũng bấm thanh toán. Đấy, về là xong. Rồi, một báo cáo mình sẽ bấm vào xem báo cáo này. Thì mình sẽ xem doanh thu là thông thường sẽ là từ ngày nào đến ngày nào. Sau đó mình sẽ bấm xem. Thì ở đây sẽ phần mình sẽ liệt kê đầy đủ những cái thông tin, các hóa đơn mà mình đã thanh toán. Ở phần trang chủ này mình sẽ có mục là kho kho vật dụng này. Kho vật dụng này thì mình sẽ ở đây là những cái mặt hàng mà mang về để phục vụ trong phòng nhưng không có tính chất là mua bán. Rồi mục thu chi. Mục thu chi thì ví dụ như ngày hôm nay mình chi tiền cho ai, ví dụ mình chi này. Chi cho khách tên gì, ví dụ như là ông A đi. Ông A. Rồi số tiền là 1 triệu, nội dung là tiền điện. Đấy, xong rồi mình lưu. Mục bên tay phải của mình thì mình sẽ biết là hôm nay thu tiền phòng này và chi ra tiền điện này, đây là số tiền đã bị âm. Đấy, mình có thể là xem tổng kết là theo là từng ca, tính quản lý hay là K1, K2.